Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi đi làm chương trình ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Trên đường đi qua dọc ven đê sông Hồng, tôi thấy có một gia đình, có một cái không gian tổng thể về kiến trúc đẹp quá. Vào chơi thăm công trình và lấy vài cái hình ảnh qua cái thước phim này để anh em chúng ta cùng nhau thưởng thức và chia sẻ. Đây là cái cổng phụ bên này đã lắp xong bằng nhôm đúc. Còn cái cổng mà chúng ta đi vào đây thì nay mai sẽ được làm bằng cái nguyên liệu là bằng gỗ. Gỗ mít. Mít ta xịn. Ui trời ơi, hai cái cổng. Toàn bộ là bằng gỗ mít ta hết. Đấy. Trước hết là phải hai cái kênh cổng. Trong một thời gian vài ngày nữa sẽ được đưa lên. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái công trình chính. Trái toàn bộ bằng gỗ mít ta hết. Tất cả bằng làm bằng gỗ mít các bác ạ. Thế mới độc đáo. Vâng, đây là một cái công trình làm chưa xong nhé. Tức là theo ý kiến của bác chủ thì có nói là khoảng độ sang đầu tháng sau. Đấy. Tức là trong vòng khoảng 3 tuần nữa. Là nếu Đỗ Sinh đi qua thì mời Đỗ Sinh vào. Thì tất cả các cái hạng mục sẽ làm được trọn vẹn hết. Và thợ sẽ rút khỏi đây. Tôi thấy đẹp quá, tôi đăng lên trước đã. Khi nào hoàn thiện thì Đỗ Sinh sẽ trở lại. Vâng, xin chào các anh nhé. Vâng, cảm ơn. Ông cứ quay vào nhà cho nó ấm áp. Vâng, đẹp quá. Vâng. Mưa cũng quay chắc ở các nhà không có gì mà lo gì ngăn cản. Vâng, được phép của gia đình là tôi sẽ đăng lên trong cái trang gọi là không gian đẹp, căn nhà đẹp để chúng ta được thưởng thức. Hay quá, ông tuyệt vời lắm. Đấy cũng là một nét văn hóa của Đảng, nhà nước đang cần. Với những người đam mê nghệ thuật. Các ông và bác đam mê nghệ thuật này là cái đáng quý lắm. Mà tôi thấy các cái họa tiết hoa vân này hình như là làm thủ công bằng tay hết được. Qua có vào được xe không mà ước ông trẻ nhà con gì mà có thoải mái không thể ngăn ngắn ai cả. Vâng, thế cái thợ làm nhà mình đây là thợ ở đâu ạ? Phú Phong, cụ Nguyễn Văn Quân là bên làng nghề Phú Phong. Làng nghề Phú Phong của Yên Lạc. Yên Lạc Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Vâng, đấy. Đấy là ông Nguyễn Văn Quân. Đây này họ chạm trổ bằng tay hết này. Vâng ạ. Thế là gia đình nhà mình nuôi thợ ở trong nhà. Thợ làm tại chỗ. Họ đâu, họ ăn ở đây ở đây. Tức là không nuôi. Không nuôi. Mà họ ăn họ ở nhà mình. Ăn ở đây ở nhà mình mà mình nấu thì mình mời cơm người ta. Vâng. Vâng. Người ta gần 8 năm rồi. Bao nhiêu? Nhà 7 năm rồi. Ôi trời. Thời gian làm gần 8 năm mới xong. Mà toàn bằng mít ta đấy. Rồi rồi ơi, rồi rồi ơi. Thế địa chỉ ở đây là thế nào? Thôn 2 xã Vân Phúc. Thôn 2 xã Vân Phúc. Huyện Phúc Thọ. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ngoại thành Hà Nội rõ rồi, Hà Nội ngày xưa là. Vâng, sở dĩ tôi hỏi rất kỹ về cái địa chỉ để các bác mà yêu nhà đẹp, yêu không gian đẹp thì chúng ta đến tham quan nhé. Vâng. Đấy, trên này nhà cứ như là một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Trên thì là nhà hộp, nhà Tây. Nhưng mà dưới thì là nhà bằng gỗ mít, nhà lối thế, làm mới nhưng mà theo lối cổ. Đấy, cái còn đây giờ chúng ta cùng nhau đi theo cái bậc chính này lên này. Vâng, nhà to, nhà đẹp đây. Vâng, ông chủ nhà rất cởi mở và chúng ta rất vui khi được thăm một cái công trình, một cái kiến trúc. Nhà cửa đẹp như thế này. Nhà đấy của chú là nhà nông dân, thế nên là không có quan chức gì nên là cũng quay thoải mái. Vâng, rồi. Phải không chú nhỉ? Chú nhỉ? Nhà nông dân nên cũng quay thoải mái. Nhạy cảm gì cả đấy. Vâng, bởi vì đã không có cái gì là nhạy cảm về cái công chức nhà nước, cho nên là tôi cũng rất là tự tin được sự đồng ý của gia đình. Đấy, nhưng mà chắc chắn là khi nào mà xong hoàn thiện hết, thợ rút khỏi thì Đỗ Sinh sẽ trở lại làm một cái chương trình sẽ hoàn hảo hơn. Đây, các cái đồ dùng dụng cụ của thợ vẫn đang làm. Và đi cùng với tôi có anh Nguyễn Hoàng Điệp mà tôi đã đến thăm vườn anh. Thì trên đường đi đến vườn anh ấy, là tôi nhìn thấy một cái không gian đẹp như thế này. Tôi bảo anh Điệp anh ấy đưa sang. Quay trên này chú nhìn lại. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá.
các đồ để con rú. Nhiều người chơi đồ cổ này nhìn nó ngắm nó thích. Toàn bằng mít kìa. Mít ta luôn đấy. Mít ta luôn. Đấy, chú nhìn những cái cột như này chú. Ôi dồi ôi, sưu tầm ở đâu mà những cái cột, cột bằng gỗ mít to này. Vâng. Nhưng trên kia là liền hết. Ôi dồi ôi, cánh cửa là bốn mặt như nhau. Đấy. Cái cánh cửa như này là bốn mặt. Mặt này cũng đều là cửa đi hết. Không sợ làm cán bộ cánh bằng như này này. Hôm nay đến chú là chú gần gọi này là chú quý đấy. Cái mở hết cửa ra cho anh em xanh. Mấy hôm vừa rồi mấy cái anh đến thiết quá. Cái thứ hai chú đọc. Thực ra là nói thật mấy ông là khi bước vào đây ngưỡng ngỡ ngàng quá. Không ngờ là cạnh nhà anh Điệp lại có một cái không gian đẹp như thế này mà hôm nay anh mới đưa sang để xem. Vẫn chưa xong. Rồi để khoảng 1-2 tuần nữa ông ạ. À, khi nào mà không còn người thợ nào ở đây. À, gia đình nghiệm thu tất cả các thứ rồi sạch sẽ và hoàn thành công trình 100% thì xin phép ông sẽ làm một cái chương trình khác hoàn hảo hơn. Đây là mang tính chất là đi làm chương trình bonsai nghệ thuật thì dễ vào thôi. Dịp tới thì Đỗ Sinh sẽ quay rất là cẩn thận. Vâng, và bây giờ theo chân ông chủ tôi lại được ông đưa ra phía đằng sau. Ui trời, phía ngoài hiên này. Đẹp lắm. Hiên chạy bốn phía. Không hoài như nào. Trời ơi, những cái bức cửa này. Ui trời, chạm trổ đẹp quá. Thợ Yên Lạc Vĩnh Tường sang làm. Cái này bốn mặt như nhau đấy. Chạy xung quanh nhà mà. Đi xung quanh nhà luôn. Mặt nào cũng là cái cửa chính. Quanh như là nhà to đấy, cũng như nhà to đấy. Nếu mà cái công thợ mà ăn ở đấy là xây được cái nhà mấy tầng này? Làm 8 năm trời vẫn gần chưa. Công thợ đấy mà. Quả hai một tháng nữa mới xong. Đấy, tức là trước Tết dương lịch. Đẹp thi. Toàn bằng mít ta. Còn xong rồi. Đấy. Thế là 21 là... Dưới này là toàn lát đá hết đấy. 20, 21, chiều 20 à? Vâng. Lát đá hết đấy. Dọc theo các đầu cột là có đèn lồng bằng gỗ hết. Cái hôm cưới là ấy thì có lại không. Ui giời, cái hàng xong này đã thấy tuyệt vời. Vinh. Gì nhỉ? Dương. Xung quanh là vườn cây ăn quả. Vâng, căn nhà ở ngay sát đi sông Hồng và thuộc địa bàn là xã Vân Phúc ạ. Phúc Thọ, Hà Nội. Và chủ nhà là ông Thanh. Chủ nhà là ông Thanh. Và Phùng Văn Thanh. Phùng Văn Thanh. Và ông nhà này chiêm trống các thứ đồ cổ đấy đó. Thì xuống dưới nhà dưới quậy thì không có. À, dưới nhà dưới ạ. Ôi trời ơi. Lại còn có đồ cổ nữa. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vâng. Cổng chiêng đây, xếp từ nhỏ cho đến lớn này, và bộ sưu tập của gia đình này hình thành. Thì tới đây còn nhiều những thứ bất ngờ nữa. Xuông chiếc các thứ là có hết. Đúng rồi, cổ nhỉ ông nhỉ? Cổ đấy, không có gì là cổ. Để trái trước cái sau, nó làm hay thật. Chạy xung quanh mà toàn cột to nhỉ. Mít trăm mít ta. 100% mít. Và mà lại còn mít ta đấy. Công phu quá.
Thế còn ở phía dưới là cái tầng nào hả bác? Đây, xuống đây xem. Vâng. Thay mở cửa cho mình quay. Rồi rồi, bác mở cửa cho em xuống em tham quan cái tầng dưới này cái. Còn trên này là 4 tầng nhà hộp này. Để cho gia đình rồi khách ngủ này. Trông như là nhà khách chính phủ luôn này. Vâng, bắt đầu đi, xuống dưới đi. Vâng, bây giờ chúng tôi di chuyển vào dưới tầng 1, phía trong của một cái tòa nhà 4 tầng. Nhưng mà phía ngoài thì lại làm cách tân, tức là qua cổ rồi đến kim. Đây này, chú ơi. Đấy. Cổ này là toàn đồ chắc này. Ngà voi thật này. Bộ ghế bằng gỗ chắc. Và cũng rất nhiều những cái cổ vật đấy các bác ạ. Từ những cái đồng hồ này, cây đèn này, đấy, cho đến ôi giời cái đồng hồ cây này. Hoành phi câu đối này. Cháu nhấc cái quạt ra cả. Điệp ơi, nhấc cái quạt ra góc này. Nhấc trong, đấy, ok. Và nhưng mà đây là gia đình để tạm chứ, cái bức này không để đây được. Để tạm khi chưa hoàn thành mà. Hoàn thành thì mới có cái chỗ kê xứng tầm. Đấy. Còn đây là gia đình để cho nó gọn thôi. Vì thợ vẫn đang làm đấy, các bác vẫn nghe thấy tiếng khoan đục ấy. Đấy, thì tầm khoảng độ trước Tết Dương lịch là xong đấy bác nhỉ? Vâng. Và tuyệt vời quá. Và cái tầm nào mà tôi sẽ hỏi thăm anh Điệp, tức là gia đình không còn một người thợ nào ở đây mà nhà cửa đã kê các cái đồ vật cũng như là các cái hạng mục xong hết rồi. Thì lúc ấy Đỗ Sinh xuống để xin phép gia đình làm một cái thước phim hoàn hảo hơn. Vâng, bác lại dẫn em đi theo hướng nào đây? Vâng. À đây dưới này ngoại chưa vào nhỉ. Dưới này là tầng 1. Thế lúc nãy lên bậc tầng 2. Vâng. Rồi, cháu chào bà nhé. Vâng, bà chủ đang làm lễ. Và thợ đang treo những cái câu đối này, những cái vào các cái vị trí. Đẹp quá. Đây là toàn hàng đồ cũ đấy, đồ cổ đấy. Vâng, đây là một cái không gian nhà gỗ toàn bằng gỗ mít, được làm dưới tầng 1, phía trên là tòa nhà 4 tầng bằng bê tông. Đấy, chúng ta hình dung ra rồi, tức là nhà gỗ nằm trong nhà bê tông. Trên đâu, dưới chứ, đây là đang dưới nhà bê tông. Đây là dưới nhà gỗ ấy. Ừ, đây là sàn này dưới nhà gỗ ấy. Thế mới tuyệt vời. Nay lên rồi mà. Ở trong đấy còn phòng nữa ạ. Đồ lắm, đồ là nhiều đồ lắm. Thế à? Ui giời ơi.
Bao nhiêu số bảy? Ôi tàu này, ôi trời ơi, bao nhiêu là đồ này. Không chỉ phải hiểu với em. À lại còn trên tầng trên nữa. Có lên trên không? Có, thế đi lên luôn luôn đi. Tò mò quá, không thể tắt máy được. Cứ ông chủ đưa hết chỗ đỏ chỗ kia. Vâng, đây là chưa xếp đặt theo cái ý tưởng nhá. Mới là ấy tạm thôi đấy các bác ạ. Đấy. Đây. Quay chú, quay cho chú gửi đường link Zalo cháu. Được rồi. Để cháu gửi cho chủ nhà xem. Thế còn đi đây, đi lên tầng trên ạ. Đây đây đây. Mình ấy thì nhờ cho vào video mình cắt ra. Đây đây đây. Đây là cái kho, một trong những cái kho, ví dụ dây chỗ này là chưa dựng lên. Vâng, đây à, tức là vị trí này là kho để đồ. Vâng. Và sau mới hoàn thiện xong rồi để treo lên. Rồi. Bên nhỏ. Vâng, và ông chủ nhà lại tiếp tục cho Đỗ Sinh đi đến một cái ngạc nhiên tiếp theo. À chúng ta đi cầu thang máy này. Ôi giời ơi, sướng quá. Được vào tham quan cái lúc mà vẫn thợ đang làm này mới thích. Vào đi Điệp ơi. Vâng. Đây giờ lên tầng mấy ạ? Tầng 42. Tầng 2 trước. Đấy, đây vẫn còn những cái giáo thợ đang xử lý nốt ở cái trần nhá. Toàn bằng gỗ mít vàng rực rỡ luôn. Đấy. Chỗ nào thấy đồ cổ để nhỉ? Đây. Đây là cái khung cửa võng. Đây đây, cũng toàn đồ cổ hết này. Tiếp tục đi theo lối này ạ. Toàn ghế chắc cái này. Đây là phòng ngủ ảo. Ui rồi ôi, trong trên này lại như là hội trường ạ. Ôi giời ơi, thích nhỉ. Đây đây là tầng mấy ạ? Tầng 4. Tầng 4. Ui giời ơi. Đây. Được, hay là trần này đều dát vàng hết. Trần thạch cao nhưng mà dát vàng các bạn. Ôi giời ơi, như là cái văn phòng nhà quốc hội. Tổ chức sự kiện. Tại nhà đấy. Không phải là để thuê đâu. Đây là của gia đình. Gia đình, con cháu về ăn uống ở đây. Ôi giời, sướng rồi. Quay lại khu ngoài, có nhìn thấy cảnh căn nhà kia đúng không? Mình nhìn thấy rất là phát động cảnh căn nhà cũng như thành phố ấy. Vâng, đứng ở đây mà chúng ta ngắm quang cảnh của địa phương này, từ trên cao ở tầng 4 đưa ra này, đẹp không các bác? Đây trước mặt con đê mà mình mà tôi đi qua, tôi dừng lại tôi ngắm nhà xong tôi có xin phép vào để tham quan này. Đây con đê sông Hồng này đấy, xa xa ngoài kia là qua cái làng kia là sông Hồng nhá các bác nhé. Đấy là bên bãi, không gian cái view đẹp quá. Trước cửa là gia đình đã đổ một cái đoạn bê tông này để con cháu đánh xe về. À, khách thập phương đánh xe về để đấy, cạp vào ở ven đê đây này. Thế mới chu đáo chứ. Và coi như là một cái nơi để tổ chức tập trung của đông người, gia đình, con cháu, khách. Đấy. Còn bên kia là bếp, gọi là phòng hậu cần.
mâm nến cơm toàn mâm đồng ấy. Ôi trời 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 ơi này. Mâm cổ luôn. Ôi trời ơi, toàn những cái mâm cổ, mâm đồng. Dùng để ăn cơm này các bác ạ. Đây là khu bếp. Đấy, lúc nào xong hoàn thiện nốt thì nó mới... Thế còn lên đấy là đâu? Lại lên tầng trên nữa, là tầng 5 à? Vâng. Chương trình nhà to, nhà đẹp, không gian đẹp. Ôi đây là trên tầng 5 này. À sau này chơi cây cảnh trên này. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Ôi rồi, thế thì cái chỗ này là cái điểm đến của Đỗ Sinh hàng thường xuyên rồi. Chơi cây bonsai trên nóc nhà, trên sân thượng. Đẹp không? Trên này thì đủ nắng đủ gió thoải mái luôn. Hôm nay nó sương mù các bác ạ. Ngày hôm nay từ sáng đến giờ chưa thấy mặt trời. Hôm qua thì bây giờ là nắng le lói rồi. Trời tiết đã đổi không khí rồi, đã trầm xuống rồi. Cho nên là nhìn xa không rõ, không đẹp lắm. Nó kiểu như là mây mù Sapa rồi. Ôi trên này chơi cây thì quá tuyệt vời luôn đấy. Một dịp nào trở lại trên này là những cái bóng, cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc biệt. Đấy. Rất là hoàn hảo luôn. Vâng, và sơ bộ hình ảnh mà tôi đi tham quan bất chợt trong cái khi đi làm chương trình cây cảnh nghệ thuật tại Phúc Thọ, chia sẻ với các bạn một cuốn video mang cái tính gọi là tò mò của mình. Khi nào gia đình hoàn thiện, tôi đã xin phép ông chủ nhà rồi, lấy số điện thoại ông sẽ mời xuống, tôi sẽ được tham quan sau khi hoàn thiện công trình. Không còn một người thợ nào nữa, gia đình đã sắp đặt các cái vị trí ổn định, thì Đỗ Sinh sẽ xuống làm một cái cuốn nó chi tiết hơn qua cái hướng dẫn của gia đình. Vâng, xin gửi đến một cái thước phim rất nóng hổi về không gian đẹp, ngôi nhà đẹp, những căn nhà gỗ đẹp để các chúng ta cùng nhau thưởng thức.